Xu Bích Việt đã tìm thấy chuyên gia xéo sắc, không ai đánh bật được công chúa Lâm Khánh Chi. Đây là tổng hợp phát ngôn chấn động nhất của cô. Liên tục đáp trả anti-fan một cách thẳng thắn, Lâm Khánh Chi xứng danh công chúa xéo sắc của Xu Bích Việt. Là gương mặt không xa lạ với khán giả Việt, nhưng thời gian gần đây, cái tên Lâm Khánh Chi trở nên hot hơn bao giờ hết sau hàng loạt phát ngôn gây chấn động. Là người đẹp chuyển giới nổi tiếng, Lâm Khánh Chi thường xuyên bị đem lên bàn cân so sánh với nữ ca sĩ Hương Giang Idol, nhất là sau khi Hương Giang xuất sắc giành vương miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Họ Lâm càng trở thành mục tiêu khiến anti-fan công kích. Nhiều người cho rằng xét về nhan sắc, tài năng lẫn giọng hát, Lâm Khánh Chi đều có phần lép vế so với Hương Giang. Chưa hết, công chúa còn bị cáo buộc đã hết đét. Trước lời lẽ nặng nề của cư dân mạng, Lâm Khánh Chi lên tiếng đáp trả gay gắt. Độ hot của chị không hề giảm nhiệt, chị vẫn đi hát nhiều show, giá cát xê rất cao. Còn ai cố tình dìm hàng chị, mọi người sẽ nhìn thấy. Bỏ cái trò chơi ném đá giấu tay rẻ tiền đó đi nhé. Trời hại chị mới sợ, người hại chị không chết đâu. Dòng trạng thái được Lâm Khánh Chi đăng tải một cách công khai trên trang cá nhân của cô. Tôi trẻ và đẹp là điều phải công nhận, ai nói không tức là đang ganh tị. Ở tuổi 40, song người đẹp họ Lâm luôn tự tin về vẻ bề ngoài. Đầu tháng 5 năm nay, sau khi hoàn tất công đoạn quay hình với MC Trấn Thành, Lâm Khánh Chi đã thực hiện một đoạn clip livestream trực tiếp với người hâm mộ để khoe kiểu tóc, mái ngố mới toanh. Theo đó, công chúa chia sẻ mình nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc kể từ khi để kiểu tóc này. Người đẹp chuyển giới chia sẻ, nãy quay game show được Trấn Thành khen tóc đẹp, Việt Hương và chị Hồng Vân cũng khen quá trời. Hôm nay rất vui vì đi ra đường ai cũng khen Khánh Chi đẹp và trẻ ra. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ không quên đề cập đến những anti-fan nhiều lần buông lời chê bai nhan sắc của cô. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, được mọi người khen ngợi chị rất hạnh phúc và đương nhiên là họ khen thật rồi. Tất cả mọi người đều công nhận chị trẻ và đẹp, đó là điều phải công nhận. Còn ai nói không có nghĩa là đang ganh tị và dìm hàng chị, đó chính là tính xấu. Ai cũng khen người ta đẹp mà mình bạn đi chê xấu thì rõ ràng là bạn đang ganh tị với người ta rồi. Còn những người hay đi chế ảnh người ta cũng là đang mang tội. Ai thuê ai mượn các bạn làm anh hùng bàn phím. Được cho là có nhiều xích mích với Hương Giang Idol, Lâm Khánh Chi từng bị tổng tấn công bởi cộng đồng fan lớp Hương Giang, nhất là sau khi Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Mối quan hệ của hai người đẹp chuyển giới bị đồn thổi cơm không lành, canh không ngọt. Ngay trong đêm Hương Giang Idol đăng quang, cộng đồng mạng đồng loạt kéo vào trang cá nhân Lâm Khánh Chi, lục lọi những bài viết cũ của cô và để lại nhiều bình luận mang tính chế giễu. Bức xúc khi liên tục bị làm phiền, công chúa lên tiếng, chính các bạn là người sân si, đố kỵ làm xấu đi hình ảnh của thần tượng mình. Ai mượn, ai thuê, ai mướn các bạn vậy, đừng làm anh hùng bàn phím ở đây nha. Nếu các bạn thật sự yêu mến một ai đó thì nên bảo vệ thần tượng mình bằng cách văn minh nhất. Các bạn không có quyền xúc phạm đến người khác. Trước khi nói người khác, các bạn hãy nhìn lại mình, bớt khẩu nghiệp lại nhé các bạn. Có muốn ăn tội Châu Việt Cường không? Trong một lần giao lưu trực tiếp với khán giả, Lâm Khánh Chi thẳng thắn phản pháo những bình luận thiếu văn hóa, phỉ báng chê bai giới tính của cô. Ai ăn nói vô duyên là lóc luôn nha, ai muốn ăn tội của Châu Việt Cường để chị gửi cho một bao về nhà, thích thì vào đây xem, mà không thích thì biến gấp đi, chị không mong tụi em vào Facebook của chị nói nhảm đâu. Hãy tỏ ra là một người có học thức chứ đừng vô học, ai thích thì hãy vào xem, không thích thì đi chỗ khác, vì chị đâu có mời vào bình luận lung tung. Trước khi muốn chê người ta thì hãy coi lại mình, nếu nhà không có kính thì để chị gửi tặng. Hơn được người ta thì hãy chê, không hơn được thì im đi. Đừng để người ta phải lóc mình, giống như vô nhà người ta mà bị đuổi thì rất xấu hổ. Những ai ăn nói vô duyên, đã uống thuốc chưa? Chị cho uống thuốc nha, ai mà nói chuyện vô duyên, nhờ cả nhà đuổi giùm ra khỏi Facebook Khánh Chi nhé, tống khứ nó về miền cực lạc. Cũng chính trong thời điểm đó, dư luận vẫn bàng hoàng về vụ án nam ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt khi liên quan đến một cô gái trẻ tử vong vì bị nhét 30 nhánh tỏi vào miệng gây tắc đường hô hấp. Công Vinh giờ chắc không dám gặp đồng đội vì những bí mật trong tự truyện gây bức xúc tập thể. Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam kể rất nhiều về đồng đội cũ khi ra mắt tự truyện phút 89, kể về đời anh. Tuy nhiên, những gì anh thuật lại trong tự truyện vấp phải phản ứng dữ dội của nhiều người. Tự truyện của Công Vinh do nhà báo Trần Minh chấp bút, dài 304 trang, phát hành vào ngày 23 tháng 5. Trong phút 89,
cựu đội trưởng tuyển Việt Nam ghi lại kỷ niệm của Công Vinh kể từ khi là cậu bé gầy gò, đen nhẹm ở miền quê tỉnh Nghệ An, tới lúc thành cầu thủ lập gia đình. Qua cuốn sách, Công Vinh gửi gắm thông điệp về sự vươn lên không ngừng để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp. Không cần có tài năng thiên bẩm, ý chí mới là thứ giúp con người vượt qua thăng trầm, chinh phục những đỉnh cao hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong phút 89, Công Vinh cũng không ngại ngần kể về những lần đụng độ với đồng đội cũ. Anh viết về mối quan hệ bất hòa giữa mình với huấn luyện viên Lê Thụy Hải tại Bình Dương. Không những thế, anh còn thẳng thắn chia sẻ chuyện mình bị Huỳnh Đức ghét. Tố Tấn Tài Văn Quyết không muốn chuyền bóng. Những lời chia sẻ trong cuốn tự truyện mà Công Vinh khẳng định rằng tất cả đều là sự thật đã đụng chạm tới rất nhiều người. Tấn Tài vốn là người thẳng tính đã không kìm được cảm xúc mà phản ứng dữ dội. Em cứ tưởng là bạn tốt, không ngờ là bạn rót. Cựu danh thủ Vũ Như Thành cũng thẳng thắn chia sẻ về việc Công Vinh tố đàn anh không ưa mình. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải là thầy tôi, là người rất trượng nghĩa, sống phóng khoáng. Nếu để trả lời những gì Công Vinh viết trong chuyện, tôi e rằng sẽ phải nói ngược lại với cậu ấy. Bóng đá Việt Nam có hiện tượng huấn luyện viên cầm tiền của cầu thủ không? Đảm bảo có nhiều là khác. Nhất là khoảng thời gian bùng nổ về giá trị thật của cầu thủ trước đây. Nhưng hỏi huấn luyện viên giỏi có ông nào ngu không? Đảm bảo hoàn toàn. Những ông không ngu mà còn rất khôn và thông minh. Thế thì chẳng ai dạy gì đi cầm tiền của những ông sao trong câu lạc bộ, chứ chưa nói gì tới ông sao trên trời. Thực trạng bóng đá có hướng tích cực, hãy để nó bình yên đi. Hết đám đá ở thượng tầng, rồi lại câu chuyện bán sách, phân chém nhau ầm ầm trên mạng mỗi người một quan điểm. Bán sách làm từ thiện là việc tốt, nhưng cũng có nhiều cái lợi, được tiếng thơm, nghĩa hiệp, được quảng bá hình ảnh bản thân. Chỗ khác mời quảng cáo vẫn kiếm được tiền, được ra quyển sách về cuộc đời mình thức thông, tôi cũng thích mà chưa được. Dậy đi tập gym cho khỏe vậy. Như Thành còn viết trên trang cá nhân, nói bóng gió về tự truyện của Công Vinh. Tuấn Hưng tự tay chuẩn bị quà, hôn vợ đắm đuối trong ngày sinh nhật. Nam ca sĩ Tuấn Hưng tiếp tục khiến bạn bè, khán giả xuýt xoa về sự lãng mạn dành cho bà xã Thu Hương trong ngày sinh nhật. Vào tối 23 tháng 5, trong không gian ấm cúng lãng mạn, nam ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật cho bà xã Thu Hương tại phòng trà do mình làm chủ. Góp mặt trong bữa tiệc bao gồm nhiều bạn bè thân thiết của cả hai. Tuấn Hưng không quên dành nhiều lời yêu thương ngọt ngào cho bà xã Thu Hương. Thay mặt cho ông bà nội, ông bà ngoại và hai con, chúc em tuổi mới sẽ có công việc ngày một tốt hơn. Bên cạnh đấy, em luôn nhớ có anh và các con luôn ở bên cạnh yêu thương em. Và đối với anh hứa với em, luôn yêu em nhiệt tình nhất, chân thành nhất. Tuấn Hưng gửi lời chúc sinh nhật tới bà xã. Ca sĩ Tuấn Hưng dành lời ngọt ngào cho bà xã trong ngày sinh nhật. Vừa trở về từ Sài Gòn, Tuấn Hưng nhờ bạn bè giúp đỡ để tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho bà xã. Nam ca sĩ trang trí nhiều bóng bay ánh kim và hoa tươi để mừng vợ đón tuổi mới. Tuấn Hưng còn chuẩn bị bánh ngọt, hoa hồng tặng vợ. Ngoài ra, anh còn mang đến món quà đặc biệt cho vợ. Dù hộp quà lớn, nhưng khi mở ra lại chứa rất nhiều bóng bay. Tuấn Hưng ngầm giải thích về món quà này. Anh cho biết, đây chỉ là những quả bóng bay tượng trưng cho những gì thăng hoa nhất của hai vợ chồng mà thôi. Nhưng tất cả những điều đấy sẽ phải giữ lại và không thể để bay đi mất được. Đáp lại hành động lãng mạn của chồng, Thu Hương chia sẻ, cảm ơn gia đình, bố mẹ, các anh chị, đặc biệt cảm ơn chồng đã tổ chức sinh nhật cho em. Món quà tình cảm anh tặng cho em vô cùng ý nghĩa. Trước sự hò reo của đông đảo bạn bè, đôi vợ chồng hôn nhau say đắm. Trong sinh nhật năm ngoái của bà xã, Tuấn Hưng từng khiến cô bất ngờ với món quà là bó hoa, 99 bông hồng. Dù cưới đã được 4 năm, cặp đôi có hai con, một trai một gái và tình yêu ngày càng mặn nồng. Mỗi lần đi lưu diễn xa nhà, Tuấn Hưng thường viết những lời nhớ nhung ngọt ngào anh dành cho bà xã trên trang cá nhân. Trước tình cảm mà ông xã và người thân bạn bè dành cho mình trong ngày sinh nhật, Thu Hương xúc động viết trên trang cá nhân, số đúng là số sướng, đến công ty thì được công ty tổ chức sinh nhật cho. Về đến nhà thì có chồng tổ chức sinh nhật cho à, hôm qua vui quá, giờ em mới post được ảnh đây à, tình cảm là điều quan trọng nhất, thấy mình thật giàu vì luôn có tình cảm mọi người dành cho mình rất nhiều. Cảm ơn gia đình, bố mẹ, các anh chị, đặc biệt cảm ơn chồng đã tổ chức sinh nhật cho em, món quà tình cảm anh tặng cho em vô cùng ý nghĩa đối với em. Cảm ơn các chị em thân thiết nhất đã rất hết lòng nhiệt tình với em. Bà xã Tuấn Hưng không sống dựa vào chồng mà có sự nghiệp kinh doanh riêng.
Hiện tại bà xã Tuấn Hân là chủ một cơ sở làm đẹp tại Hà Nội. Tuấn Hân cũng từng chia sẻ gia đình là hậu phương vững chắc, giúp anh có động lực để anh phát triển sự nghiệp của mình. Cậu con trai lớn của Tuấn Hân cũng đáng yêu trong những biểu cảm hành động ở tiệc sinh nhật. Gia đình bố mẹ và vợ chồng Tuấn Hân cùng hai con. Hai vợ chồng nam ca sĩ mặc tông sụt tông trang phục trắng, trong khi bé Son diện váy công chúa được bố bế. Bố Tuấn Hân trong tiệc sinh nhật của con dâu Thu Hương. Mẹ nam ca sĩ Tuấn Hân, người mà anh luôn ngưỡng mộ và yêu thương, có những lúc quá bận rộn công việc. Mẹ anh là người chăm sóc hai con giúp vợ chồng. Hai Ri Won chưa thể có con vì căn bệnh ung thư quái ác, Trấn Thành nghẹn giọng cầu xin ông trời. Trong clip ngắn, bà xã của Trấn Thành tiết lộ nguyên nhân khiến người xem không khỏi xót xa. Trấn Thành Hai Ri Won được khán giả cả nước mến mộ, ngoài tình yêu đầy ngọt ngào lãng mạn, mà họ còn là cặp đôi hài hước, thường xuyên đăng tải những đoạn clip bóc phốt nhau trên trang cá nhân. Hơn nữa, việc kết hôn với danh hài Trấn Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ và mong chờ một đứa con của họ chào đời. Tham gia chương trình Man Bird khi đàn ông mang bầu với nhiều trải nghiệm thú vị, Hai Ri Won đã tiết lộ trên sóng truyền hình một bí mật liên quan đến chuyện con cái của hai vợ chồng mà trước đến nay chưa bao giờ chia sẻ. Cụ thể, trong một clip ngắn, Trấn Thành chia sẻ về việc vợ chồng có con. Thực sự, đây là chương trình mang ý nghĩa trong đời chúng tôi. Khó có chương trình nào ý nghĩa hơn. Nó cho tôi niềm tin là phải có một đứa con, mà đến giờ này hai đứa vẫn còn rất ham chơi. Ngay cả bà xã tôi cũng chưa thực sự sẵn sàng. Về phía Hai Ri Won, cô tiết lộ lý do khiến người nghe vô cùng bất ngờ. Sức khỏe của mình đã từng bị ung thư cổ tử cung, chưa khám lại vì năm nay là năm cột mốc để xem ung thư có tái phát không. Nếu mình có chuyện gì không hay xảy ra thì tội nghiệp nhất là đứa con. Đây là thông tin khiến khán giả bàng hoàng, bởi từ trước đến nay, người ta vẫn thấy một Harry năng động và xuất hiện khắp trên truyền hình với vai trò một MC các chương trình game show và một nữ ca sĩ xinh đẹp. Đồng cảm với bà xã Trấn Thành bày tỏ, con mình đẻ ra thì bản thân nó phải nhận được điều tốt đẹp nhất. Tôi quan điểm như vậy, tôi không đủ kinh tế, không đủ trí tuệ, không đủ trách nhiệm thì tôi thà không sinh nó ra. Hy vọng ông trời thương sẽ cho hai vợ chồng có con vào dịp thích hợp, lúc hai vợ chồng đã sẵn sàng đầy đủ điều kiện kinh tế cũng như sự hy sinh để cho một đứa nhỏ ra đời. Chúng tôi chào đón nó bằng những điều hạnh phúc nhất và sự chu đáo nhất để cho nó có một cuộc sống tốt đẹp. Vợ chồng Trấn Thành mong muốn chào đón đứa con ra đời trong sự đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Với những mong mỏi đầy yêu thương của vợ chồng Shinri, mong rằng họ sẽ có được những trải nghiệm đầy quý giá, cũng như có được sự hướng dẫn của các chuyên gia xuất hiện trong chương trình và sẵn sàng tinh thần chào đón đứa con của mình.